Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều qua, vùng cảnh sát biển 4 đã điều động lực lượng phương tiện đưa một quân nhân bị đau ruột thừa trên đảo Thổ Chu đi cấp cứu kịp thời. Trước đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Cương, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 25 Quân khu 9 có biểu hiện đau bụng và được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp. Nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã điều động tàu 2001 đang thực hiện nhiệm vụ trực tại khu vực quần đảo Thổ Chu nhanh chóng cơ động tiếp cận đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tàu 2001 đã cập bờ tại cảng hải đội 401. Sau đó, đơn vị tiếp tục điều phương tiện đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa thành phố Phú Quốc để tiếp tục cứu chữa.